Vâng, chào tất cả mọi người. Em chào tất cả các bác anh các bạn, những người đã và đang xem video trên kênh Zotobi Đinh Quân Audio. Vâng, thưa với mọi người, hôm nay em sáng nay là sáng ngày mùng 10. Em làm đoạn video này để gửi gắm đến các bác anh. Em bán thanh lý một chiếc đầu đẩy cũ. Vâng, thưa với mọi người là đây là đầu đẩy đã qua sử dụng các bác nhá, đầu đẩy cũ nhá. Khách người ta hoán vị đổi lại cho em. Vâng, thưa với các bác anh là em làm nghề sửa chữa tivi, sửa chữa âm thanh, bọc phủ tất cả các loại màng loa, quấn loa, gióng dựng loa, và em nâng cấp các loại âm ly karaoke cũ, nâng cấp phần công suất. Ví dụ như là các bác anh đang dùng mà cảm thấy nó yếu, mà không muốn đổi, muốn hình thức cái âm ly đấy nó đẹp chẳng hạn vậy, mà nó yếu thì muốn nâng cấp phần công suất thì liên lạc về cho em. Em nâng cấp phần công suất nên theo ý các bác. Vâng, theo thỏa thuận. Nhưng với điều kiện là chỉ là âm ly karaoke thôi các bác, thì nó bên trong nó mới còn cái ruột, cái lỗ của nó, cái hổng của nó để bỏ cái đồ to vào, chứ nếu mà âm ly Nhật thì không nâng được. Âm ly Nhật thì nó làm đặc hết, đồ xịn nó làm đặc mà. không. Vâng, còn là sản phẩm hôm nay đây là một chiếc âm ly một chiếc đầu đẩy Yamaha các bác nhé, âm ly cũ đó các bác nhé, âm ly Yamaha P2500S. Vâng, của khách đổi cho em thì vừa mới hoán vị đổi lại cho em lấy đầu đẩy khỏe hơn. Vâng, thì là thưa với các bác các anh là em đăng tải lên để em bán, em chưa quét dọn lau bùi bụi bặm gì. Vâng, thưa với mọi người như vậy, mà máy là cũng chưa hề sửa chữa gì các bác nhá, máy là còn nguyên zin đấy, máy người ta mang đến cho em là còn sống nguyên zin 100% luôn. Vâng, công suất của nó gồm có mặt trên này với mặt dưới là một kênh âm ly, hai kênh các bác nhá. Cái BS2500 này như là các bác biết rồi. Đây gồm là nó có những cái con trở, là gồm là tính sò, là nó tính vào những cái con trở này đây. Vâng, thưa ấy mọi người đấy, nó có thế nào thì đầy đủ em xin quay đầy đủ để gửi gắm đến với các bác ai. Nếu mà cái này kéo với cặp bát 25 thì được 2 cặp, còn nếu cặp bát 30 full thì một cặp căng nét. Vâng, cũng đầy đủ, cặp bát 30 thì côn gì cũng được. Nói chung là chơi thêm ghép với một cái thớt vang nữa thì là ok. Vâng, thì cũng thưa giờ với mọi người là máy thì nó có cái đặc biệt là cái em thì cũng xin trình bày đầy đủ là con này thì hai cái VR chỉnh to nhỏ cho hai kênh thì nó lại chỉnh ngược chiều đấy nhá bác nhá. Một cái là chỉnh như thế này, cái bên này là chỉnh to lên đây, còn cái này chỉnh to đây đấy. Tức là hai cái lại chỉnh, một cái chỉnh xuôi, một cái chỉnh ngược, nó chỉnh ngược vào trong đấy ạ. Vâng, để các bác ví dụ ai có người nhu cầu mua như thế này là bé hết cỡ này. Đây đấy ạ. Còn cái này muốn chỉnh to nó lại chỉnh như thế này. Nó thiết kế là như thế đấy các bác nhé. Cái đầu loại đầu để nó thiết kế là như thế đấy nhé, chứ không phải là do em làm ngược nó đi đâu nhé. Không nói thưa với mọi người như vậy. Cái đầu đẩy này là nó thiết kế ra một cái bên này chỉnh như thế. Em đang đấu với một chiếc loa thôi, em không đấy, còn bên này thì chỉnh bình thường, chỉnh nó lên luôn. Đấy, còn cái bên này là bị chỉnh như thế này đấy. Đấy. Đấy, chỉnh cả hai bên đấy cả. Anh vẫn đi bàn tay.
Vâng, thưa mọi người là chiếc ấm đi người ta mang cái đổi cho em là người ta sống trọn vẹn như thế này. Em chưa lau chùi với bụi bặm gì. Thưa là đầy đủ thưa với các bác anh của Nguyên đây. Đây. Bụi của Nguyên là em chưa lau đâu ạ. Cũng nói đúng là người ta đang dục. Người ta mang đến người ta đổi cho em mà em cũng đăng tải lên để em bán. Vâng, cũng ai là những người có nhu cầu sử dụng đến những cặp loa bát 30 là phù hợp nhất. Thì đầy đủ ra mà nói là loa bát 30 thùng phun đứng như loa JBL K052 hoặc là 6012. Thì các bác các anh dùng cái đầu đẩy tầm trung này là thay cho âm ly cũng là hợp lý. À, cái phải thêm một tờ cái thớt vang thì để mình hát karaoke thì tiếng nó hay. Vâng, thưa mọi người là ai có nhu cầu sử dụng đến thì xin liên lạc về cho em. Vâng, cũng nói đầy đủ với các anh luôn là em bán 1.800.000. Em bán 1.800.000 các bác nhé. Đẩy nào còn nguyên vẹn, cái mặt trước thì nếu nhìn mặt trước thì cũng không gì lắm đâu. Còn sạch sẽ đấy, có điều cái mặt trên này thì chỗ này là nó người ta để cái thớt nó chốc thớt kia nó cũng xầy sợt ra thì cái chỗ này thì cũng phải nhất trí vì mặt nó bằng sắt, trồng sắt phun sơn nhìn nó chắc, nó cái đầu đấy Yamaha các bác biết rồi. Nói chung là nếu như con này mà phải sửa chữa rồi thì nó rẻ nữa. Con này mà phải sửa chữa thì tầm cỡ 1.500.000, 1.400.000, 1.500.000 thôi. Đắt lắm mà đến 1.600.000, nhưng mà con này nó còn nguyên vẹn các bác ạ. Con này được cái là còn nguyên vẹn mà cái đẩy nó sản xuất từ cái đời trước đấy. Chắc người ta chơi lâu lâu cái này từ đời trước, cái đồ linh kiện vật tư của nó chắc cũng ổn. Vâng, em đăng tải lên đây. Em bán 1.800.000 các bác nhé. Ai có nhu cầu rẻ bằng một con âm ly đều, bằng một con âm ly đều, tức là đầy đủ như vậy. Giá thành bằng con âm ly đều, nhưng mà các bác sử dụng là chắc là chất âm nó đánh thì cũng tương đối, các bác chơi nhiều rồi các bác cũng biết. Cũng chả cần phải đến em giới thiệu nhiều. Cái này các bác về đầy đủ đó mà nói là các bác có cái sơn nhũ bạc ấy, các bác em không phải là người hay trang trí lắm đâu. Cũng nói đầy đủ như vậy các bác, mà các bác kê một cái thớt khác anh chốc thì cũng cái này cũng chả ai nhìn thấy trên chốc này nữa. Cái trên bên trên này nó mặt trước thì nó ngon này. Đấy, nếu mặt trước em chả lau đâu, mặt trước thì nó lại ngon này, mặt trước thì nó lại ngon này. Đấy, nó chỉ là ở cái trên chốc thôi ạ. Vâng, em xin thưa với mọi người như vậy. Thì ai có nhu cầu thì xin sử dụng đến những chiếc đầu đẩy trên, tất cả chức năng hoạt động bình thường tuyệt đối chưa chọc chạch gì các bác nhé. Cũng nói khẳng định với các bác một điều là chắc chắn như vậy đấy ạ, chứ em không dám nói thêm bớt đâu. Em cũng không dám thêm bớt gì đâu. Vâng, thưa với các bác các anh là ai là những người có nhu cầu sử dụng vào với công việc gia đình hoặc là các cái ấy đánh vào. Lần này thì đầy đủ đó mà nói thì bảo là thế này thế khác thì không dám nói, nhưng mà con này đánh được cả bát 30 ngon lành cảnh đạt. Cả bát phun đứng thùng như YKI 52052 thì đánh ngọt ngào. Là ổn. Vâng, em xin gửi gắm đến với các bác các anh. Em ship hàng toàn quốc, cái này mà gửi đi xa nặng lắm các bác ơi. Gửi đi xa thì em sẽ ship hàng toàn quốc. Thế thì mất nhiều tiền cước ấy. Tiền cước của nó chắc cũng vì nó nặng. Biến áp nó to cái này, biến áp nó 17 18 phân. Biến áp nó to vậy, vỏ nó làm bằng sắt, mẹ nó làm như kiểu nó bán sắt ấy. Khiếp đó, nó làm đúng mà nói và các bác thông cảm như kiểu nó làm nó bán sắt thế nào, của mình nó làm nặng ghê. Nên vật tư của nó thì cũng tốt. Cái cuộn này thì to, dây đồng to mà đèn đó mình như thế này thì cũng nội dung là bảo đầu được những cái loại mà 6, 7, 8, 9, 10 triệu thì không dám nói đâu ạ. Vâng, em cũng bán với giá là 1.800.000 tại cửa hàng không bao ship các bác nhé. Em bán tại cửa hàng 1.800.000 không bao ship. Em ship hàng toàn quốc các bác các anh. Các bạn ai là những người có nhu cầu sử dụng đến chiếc đầu đẩy Yamaha P2500S thì các bác các anh liên lạc về cho em qua số điện thoại 0982 482 610. Cửa hàng em ở tại số nhà 150 đường Lê Lai, phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội. Các bác các anh ai là những người có nhu cầu sử dụng đến những chiếc đầu đẩy cũ thì xin liên lạc về cho em. Em ship hàng toàn quốc. Thủ tục mua bán thì vẫn mang tinh thần là các bác đặt cọc cho em một chút. Em gửi hàng bên Viettel, người ta chuyển đến tận nhà các bác nhận hàng, các bác thanh toán. Vâng, thì ai có nhu cầu thì xin liên lạc về đặt hàng cho em. Em bán 1.800.000 các bác nhé. Ai có nhu cầu em ship hàng toàn quốc các bác nhé. Giá này là giá em báo tại cửa hàng, em báo 1.800.000 không bao ship đâu ạ. Ai có nhu cầu sử dụng đến thì xin điện để em xin bao zin máy còn nguyên vẹn. Chưa hề sửa chữa, đây là máy người ta đổi chứ không phải máy em thu mua được ở đâu đâu nhé. Máy người ta đổi cho em, máy người ta còn nguyên vẹn người ta đổi cho em. Người ta đang dùng người ta đổi cho em. Con nào có như thế nào thì em xin trình bày bụi bặm em chưa nào. Em trình bày đầy đủ như vậy. Vâng, em cũng xin chân thành gửi gắm đến với mọi người, đến với các bác các anh các bạn. Cảm ơn các mọi người đã xem video của em.
Em xin chân thành cảm ơn, em chào mọi người.